Liệu vitamin C càng tăng thì nguy cơ càng giảm. Còn đơn giản. Tiếp theo, vai trò của ethanol. Ethanol chính là thành phần của các thức uống có cồn. Thì sử dụng ethanol đã mình nói là sử dụng ethanol nó làm tăng nguy cơ bị gút, tăng acid uric máu. Nhưng mà cái cơ chế của nó như thế nào? Cơ chế của nó được thể hiện trong cái hình này. Các anh chị thấy nha. Các chị thấy là ethanol là khi đưa vào trong cơ thể sẽ được acetan, xin lỗi, alcohol dehydrogenase nó khử thành acetaldehyde. Rồi sau đó nó sẽ có một enzyme nữa để khử thành acetat. Thì ethanol chuyển thành acetaldehyde, chuyển thành acetat. Acetat sẽ lấy kết hợp một phân tử ATP để nó tạo thành acetin AMP. Acetin AMP nó sẽ giải phóng ra AMP để tạo thành acetylcholine A. Và AMP nó chính là khởi nguồn của cái gì? Của IMP, inosin monophosphate. Có nhớ cái này không? Trời, có thèm chi không? Có thèm trả lời tại vì thấy cái giảng có thèm nghe đâu. Inosin monophosphate chính là cái mà nó được sinh ra do quá trình này nè các chị. Đây inosin monophosphate nè. Inosin monophosphate bắt đầu chạy xuống nó tạo inosin, riboflavin, xanthin và acid. Cho nên cái việc mà sử dụng ethanol nó không tăng trực tiếp acid máu mà nó sẽ kích hoạt quá trình ly giải của ATP để tạo thành acid uric. Tương tự như vậy, fructo sử dụng các thực phẩm có đường fructo ăn ngọt nhiều thì cũng sẽ làm tăng acid uric máu, nhưng cũng không phải là tăng trực tiếp mà là thúc đẩy một cách gián tiếp. Fructo đưa vào trong cơ thể nó sẽ lấy một phân tử phosphat của phân tử ATP, nó thải ra ADP. ADP mất theo một con phosphat nữa trở thành AMP và sau đó nó sẽ chuyển thành IMP, inosin monophosphate, và nó tiếp tục quá trình tạo thành acid uric. Và ta thấy là fructo là một trong những cái loại đường các loại carbohydrate có vai trò rất lớn trong việc hình thành cái tình trạng tăng acid uric máu bệnh nhân. Và ngoài fructo thì đường saccharo, đường đôi nó cũng có nhân fructo thì nó cũng có khả năng tạo thành nó tạo ra cái nguy cơ bị tăng acid uric máu. Và ngoài những thứ đường này, những cái chất tạo ngọt tự nhiên như là xylitol, sorbitol, sucro, lycerol nó đều có khả năng tạo ra tình trạng tăng acid uric máu. Nhưng mà cái cơ chế của xylitol, sorbitol và lycerol đó nó khác một xíu so với fructo và saccharose nha các chị. Rồi đây là tác động của cà phê đối với tình trạng tăng acid uric máu. Thì đây là một cái nghiên cứu gợp. Nghiên cứu gợp có nghĩa là những cái nghiên cứu tương đồng với nhau, người ta sẽ gợp các cái kết quả và phân tích để người ta cho ra một cái nghiên cứu tổng hợp và đã kết luận được cái vấn đề. Thì cái nghiên cứu gợp là thực hiện ở Hàn Quốc giữa ba đối tượng. Thứ nhất là đối tượng sử dụng dưới một cốc cà phê một ngày. Hai là dưới từ 1 tới 3 cốc cà phê một ngày. Thứ ba là từ 4 cốc cà phê một ngày trở lên. Dùng được 4 cốc cà phê một ngày trở lên mình sẽ có 3 đối tượng. Thì các chị thấy là dưới 1 cốc cà phê một ngày cái nguy cơ bị quốc của những đối tượng này như thế nào? Tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Sai bét luôn. Thì không tăng không giảm. Không ảnh hưởng.
hoặc là không kết luận được. Tại sao? Có nhìn thấy con số 0.97 không? Mở mặt ra là 0.83 tới 1.13, có nghĩa là nó thiếu một số 1 trong độ tinh kỳ 95%, đó là lúc tăng lúc giảm thì làm sao mà kết luận được. Chứ lại nào tay rảnh có đổ cốc cà phê một ngày nữa, nửa cốc nó thì nguyên tốn tiền mua nguyên cốc cà phê rồi uống nửa bỏ hay làm gì đó nên. Rồi từ 1 tới 3 cốc một ngày, tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Giảm nha. Còn giảm nhiều để thi mình hỏi cho nó vui. 4 cốc trở lên tăng hay giảm? Tăng. Nó tăng vậy, nó vậy mà để còn giữ cái kiến là tăng nữa hả? Giảm nha. Còn giảm nhiều để thi mình hỏi. Rồi các chị tạo nghiệp rồi, tôi định không hỏi câu này trong đề thi, nhưng mà các chị dễ thương quá, tôi đưa cái này cho điểm thi. Rồi thế thì một câu hỏi cho nó đặt ra là giờ cà phê, nhưng mà giờ tôi uống cà phê tách cà phê in được không, nó có cải thiện được cái gì không, hay là giờ không có uống cà phê uống trà thay cà phê được không. Thì đây là một cái nghiên cứu tại Hoa Kỳ ha, nó so sánh cái tác động hạ nồng độ acid máu của ba thứ uống là cà phê tất cả yên và trà ha. Thì cái này là đánh giá trên nồng độ acid máu, cho nên các chị thấy nó có giá trị âm. Âm có nghĩa là sao, là giảm cái nồng độ ha. Còn dương cái chị dương có nghĩa là tăng nồng độ, và khoảng tên cậy 5% là nó so với con số 0 chứ không còn so với con số 1. Con số 1 chỉ áp dụng cho nguy cơ, tỷ lệ, những chỉ số có thể nhân chia. Còn cái này là chỉ số cộng trừ, chỉ số thực cho nó sẽ cộng trừ à, cho nó so với con số 0. Thì các chị thấy là chỉ khi dùng cà phê từ 4 cốc một ngày trở lên thì nó sẽ giảm đi 0.26 đơn vị miligram trên đề xylit nồng độ acid của nó. Còn nếu mà dùng cà phê mà tách cà phê in hay là dùng trà thì cái không có hiệu quả trong việc cải thiện, tại vì nó không ảnh hưởng. Độ tinh cậy nó biến xuống không, có nghĩa là lúc thì nó tăng nồng độ, lúc thì nó giảm nồng độ ha. Rồi những yếu tố ảnh hưởng tới nồng độ acid folic trong máu, những cái có ảnh hưởng tới sự hình thành tinh thể acid folic trong máu chứ, xin lỗi. Thì yếu tố đầu tiên là yếu tố nồng độ ha. Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới cái sự hình thành tinh thể acid folic trong máu là nồng độ. Thì các chị biết cái acid folic nó không phải tồn tại dạng acid trong máu đâu, mà tồn tại dạng muối. Nó tồn tại dạng muối là muối natri. Thì như tất cả mọi loại muối trên đời này, khi mà pha vô trong một cái dung dịch, pha vô trong một cái dung môi là nước, thì nó đều sẽ có độ bão hòa, nó có độ tan và độ bão hòa, đúng không? Thì acid uric cũng vậy, dưới dạng muối natri ở trong máu thì nó sẽ có cái ngưỡng bão hòa. Nếu nồng độ acid uric mà nó vượt qua cái ngưỡng bão hòa này trong máu thì nó sẽ có hiện tượng kết tinh và tạo thành tinh thể. Thì cái ngưỡng bão hòa của acid uric trong máu đó chính là 6.8 mg trên đề xin nha các chị. Rồi yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới sự hình thành các tinh thể, đó là yếu tố pH. Thì acid uric các chị nghe vậy thì biết nó là acid đúng không? Nó là acid thì nó phải phân ly cái gì, hát cộng đúng không? Nhưng mà công thức của acid uric đây, các chị thấy đây là công thức của acid uric, thì nó phân ly hát cộng ở đâu? Phân ly H+ ở đâu? H+ liên kết với dimer. H+ liên kết với dimer, nó sẽ phân ly cái H+ này. Và khi nó phân ly cái H+ này thì nó sẽ tạo ra những cái gốc nitơ trừ. Những gốc nitơ trừ này nó tích điện âm. Cho nên nếu mà trong một môi trường dịch thể mà pH nó thấp hoặc là nó giảm á, thì cái số lượng các cái
Axit uric nó tồn tại với dạng anion, tức là dạng ion âm, nó sẽ càng lúc càng nhiều. Và nếu mà nhờ những ion âm thì nó sẽ cùng giống, và cùng giống thì nó đẩy nhau thì sao? Thì nó không thể nào kết tinh lại được không? À, xin lỗi, nói nó tập vậy rồi. Xin lỗi các chị, nguy hiểm quá. pH của nó càng tăng chứ. pH nó càng tăng thì có nghĩa là môi trường 3 giờ. Môi trường 3 giờ nó sẽ làm phân ly H cộng. Phân ly H cộng thì trong môi trường pH cao tăng như vậy thì cái axit uric nó sẽ tồn tại dạng anion. Đúng không? Là dạng mang điện tích âm. Và mang điện tích âm như vậy thì nó tồn tại nhiều dạng anion, nó sẽ đẩy nhau. Là điện tích cùng dấu mà đẩy nhau nó không thể kết tinh lại được. Hình dung được không? pH tăng tức là môi trường kiềm đó, hoặc là có xu hướng kiềm, máu không thể nào nó kiềm được đâu, hay là máu nó chỉ là hơi trung tính, hơi kiềm thôi, nó khoảng 7,5 mấy pH khoảng đó. Nhưng mà nếu mà pH nó có cái vấn đề gì là tăng cái pH lên á, thì nó sẽ là giảm cái sự kết tinh. Ngược lại nếu môi trường axit hoặc là cái môi trường mà gọi là pH nó giảm á, thì cái axit uric ở trong các máu và trong các dịch thể, nếu mà pH nó giảm thì nó sẽ xu hướng là nó không phân ly H cộng. Tại vì môi trường axit mà nó là axit nó phân ly chi nữa, đúng không? Nó là môi trường axit thì làm gì mà nó phân ly H cộng ra làm chi? Cho nên nó sẽ tồn tại ở dạng không tích điện, tức là dạng phân tử. Mà dạng phân tử thì nó không có điện tích để nó đẩy nhau, cho nên các phân tử sẽ liên kết lại, nó tạo thành tụ, tức là các cái mảnh kim loại, ta sẽ gọi mảnh nó gì không? Mảnh tinh thể hình kim, mảnh tinh thể hình kim, các anh chị. Thầy nói hồi nói luôn. Rồi. Thứ ba là có nhiệt độ. Nào, các chị không hiểu thì ghi đi, chứ tôi giảng đâu mệt quá. Thứ có nhiệt độ. Cái tốc nhiệt độ thì các chị biết là nhiệt độ càng tăng hay nhiệt độ càng giảm thì một cái muối nó sẽ dễ tan. Nhiệt độ tăng hay nhiệt độ giảm thì cái muối trong dung dịch nước nó sẽ tan, dễ tan. Nhiệt độ tăng. Cho nên khi mà có một cái sự thay đổi về nhiệt độ từ môi trường bên ngoài hoặc là ở những cái mô mà nó xa với tim á, ví dụ như là ngón chân cái, cho nên khi mà những người họ bị gút á thì khi thời tiết lạnh thì họ sẽ dễ bị đau khớp, bởi vì lúc đó độ bão hòa, cái ngưỡng bão hòa của các muối natri urat trong cơ thể giảm xuống, nó giảm xuống thì nó sẽ dễ kết tinh hơn, nó dễ tạo tinh thể hơn, nó dễ kích hoạt các cái miễn dịch gây viêm. Và cái ngón chân cái cũng là nó vị trí xa tim nhất, vì nó xa tim nhất cho nên cái chỗ đó cái nhiệt độ nó cũng thấp hơn so với các vị trí khác trong cơ thể nên nó cũng dễ bị kết tinh. Mình vô được không? Không, mình vô được thì mình cứ học phù thôi. Rồi, đây là cái slide biểu hiện cơ chế kích hoạt đáp ứng miễn dịch, cơ chế kích hoạt đáp ứng miễn dịch đối với bệnh lý gút. Thì khi mà cơ thể người có một cái hiện tượng kết tinh các tinh thể urat ở trong các cái dịch thể, thì cái tinh thể urat này nó sẽ tác động lên trên một cái dòng tế bào, đó là dòng tế bào đại thực bào hoặc là bạch cầu đa nhân trung tính. Đại thực bào hoặc là bạch cầu đa nhân trung tính nha các chị. Thì cái tế bào đại thực bào hay bạch cầu đa nhân trung tính này á, nó sẽ tiếp nhận cái tinh thể urat được hình thành qua hai tín hiệu. Tín hiệu thứ nhất là tác động trên một cái receptor. Receptor này tên tiếng Anh của nó là Toll-like receptor, tức là receptor dạng lò xo hay là dạng xoắn, viết tắt là TLR. Thì khi cái receptor này được kích hoạt thì nó sẽ phát tín hiệu vào trong nhân của tế bào bạch cầu đại thực bào hoặc bạch cầu đa nhân trung tính
để nó sản sinh ra những thành phần của phức hợp viên viên. Rồi tín hiệu thứ hai là cũng nhờ các cái tinh thể acidic này nó sẽ được ẩm vào vào bên trong đại thực bào và nó sẽ kích hoạt các cái gốc tự do trong ti thể và nó sẽ thúc đẩy lấy những cái thành phần của phức hợp viên viên vừa được tạo thành ở tín hiệu thứ nhất á, nó tổng hợp thành phức hợp viên viên hoàn chỉnh, còn có tên gọi là inflammasome, là cái này là cái hình hoa thị á nha, là cái phức hợp viên viên hoàn chỉnh. Phức hợp viên viên hoàn chỉnh này nó sẽ có hai cái tác động. Tác động thứ nhất là nó hoạt hóa interleukin 1 beta, viết tắt là IL-1 beta. Và cái thứ hai là nó phóng thích interleukin 1 beta ra bên ngoài. Đó là cơ chế để bài tiết interleukin 1 beta từ bạch cầu ra nhân trung tính và đại thực bào. Sau khi nó bài tiết ra ngoài, bỏ qua cái slide này đi. Sau khi nó bài tiết ra ngoài thì interleukin 1 beta sẽ tới vị trí cụ thể của nó để nó gắn. Cụ thể của interleukin 1 beta này nằm ở đâu? Cụ thể interleukin 1 beta này nó nằm ở trên, thứ nhất là tế bào biểu mô, được chưa? Nó nằm trên các tế bào biểu mô, niêm mạc, các mạch, mạch máu. Và thứ hai là nằm ở trong sụn, xin lỗi, nằm trong bao mạch dịch của sụn khớp. Hai vị trí đó thôi. Như vậy khi nó gắn lên thì sao? Nó gắn lên thì nó sẽ kích hoạt các tế bào này sản sinh ra các cái yếu tố hóa hướng động để nó lôi kéo mà nó lôi kéo các cái tế bào bạch cầu hoặc đại thực bào ở những vị trí khác trong cơ thể tới ngay cái vị trí mà nó gắn kết, tức là tới ngay cái biểu mô ha, biểu mô mạch máu, hoặc là ngay cái tế bào bao mạch dịch để phá hủy tế bào bạch dịch hoặc phá hủy tế bào biểu mô đó. Thì khi mà giả sử như cái gắn kết này nằm trên tế bào biểu mô thì cái sự tấn công của các cái dòng bạch cầu trong tế bào biểu mô đó của mạch máu nó sẽ làm cho tổn thương mạch máu và nó dẫn tới huyết khối, thì nó sẽ gây ra tắc mạch. Nếu mà mạch máu này nó là mạch máu nuôi thận, các động mạch thận, thì nó sẽ gây ra các biến cố trên thận, gây suy thận cấp, suy thận mãn. Nếu mà tác động lên trên các mạch máu nuôi tim thì nó sẽ gây ra tình trạng nhồi máu cơ tim. Nếu nó tác động lên trên những mạch máu lớn để kiểm soát huyết áp của cơ thể thì nó làm cho khó kiểm soát huyết áp, nó làm cho các mạch máu đã bị co lại, bị hẹp lại, nó làm cho tăng huyết áp, được không? Và dần dần những quá trình mà gây biến cố trên thận, gây tăng huyết áp, gây tổn thương tim thì nó gây ra các cái biến cố trên tuần hoàn và nó dẫn tới tình trạng đề kháng insulin, rồi nó sẽ dẫn tới đái tháo đường. À, cho đó đó là cái cơ chế của cái nguyên lý giải tại sao những cái bệnh lý này sẽ gây ra những cái bệnh tình trạng tăng áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu là như vậy ha. Rồi còn nếu nó tác động lên trên bao mạch dịch khớp thì nó gây ra tình trạng viêm khớp, gút cắt hay là bệnh gút. Cái quá trình viêm khớp ở trên các cái trong các bệnh lý gút thì thường nó sẽ kéo dài trong khoảng 24 tới tối đa là 48 giờ đồng hồ hoặc 72 giờ là nó sẽ hoàn toàn hồi phục, nó sẽ biến mất, không còn có cảm giác đau nữa. Nhưng mà cái sụn khớp thì đã bị phá hủy rồi, và lý do là tại vì khi mà đây là một cái cơ chế thiết tác ngược của mọi cái miễn dịch ha, của các cái cơ quan miễn dịch, thì khi mà bạch cầu đại thực bào hay bạch cầu đa nhân trung tính đó, hoạt động quá mức rồi đó, thì nó sẽ còn bị một cái quá trình là quá trình netosis, tức là bài tiết một số cái chất, và những chất này nó sẽ ức chế những cái chất trung gian hóa học như là interleukin 1 beta, ức chế interleukin 6, ức chế interleukin 8 để ngăn không cho những cái chất trung gian hóa học này nó tiếp tục lôi kéo bạch cầu tới ngay cái vị trí ổn định. Rồi vì đó là tôi đã giải thích cho các anh chị được cái cơ chế gây viêm khớp và gây ra các biến cố trên tim mạch cũng như là mạch máu cũng như là thận do tình trạng tăng acid máu. Bây giờ mình sẽ giải thích một cái nữa, đó là tại sao những người có bệnh lý đái tháo đường
những người có bệnh lý tim mạch bằng những người có hội chứng chuyển hóa nó rạn lên tiết máu thì họ sẽ có nguy cơ bị hút. Nãy trước là giải các chiều xuôi như vậy, chiều ngược ha. Thì tại sao? Thứ nhất, những người mà bị bệnh lý tim thận nè, hay là người bị đái tháo đường nè, hay là người bị bệnh lý tim mạch vành nè, hay là người bị tăng huyết áp, hay là người bị rối loạn lipid máu thì họ sẽ không có đặc điểm chung là gì? Đặc điểm chung của họ là sẽ bị cái gì? Đặc điểm chung của những người mà bị những bệnh lý đó họ sẽ bị cái gì? Cái mạch máu của họ sẽ như thế nào? Buồn ngủ dữ lắm các chị, hỏi thèm trả lời. Ví dụ như mà không thích thầy giảng đứng lên phản đối, mà em không muốn nghe thầy giảng nữa thì đi đi, thầy im đi. Tôi nói em không thèm trả lời, hỏi cũng không thèm trả lời, ngồi dưới mặt chết học thèm nhìn mặt. Tôi nói vậy nó kệ cả đi, ngồi ra gì mà kệ cả gì vậy? Dẫn tới tổn thương các mạch máu, đúng không? Rối loạn lipid máu nó cũng sẽ gây ra sơ vữa mạch vành, sơ rửa vữa mạch máu, tăng áp có mức học kiểm soát, sơ vữa mạch máu, đái tháo đường lâu ngày cũng bị sơ vữa mạch máu, nó đều sẽ gây ra các biến cố trong mạch máu. Và biến cố mạch máu này đồng nghĩa với chức năng tuần hoàn tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Giảm. Đúng rồi, chức năng tuần hoàn sẽ giảm. Mà chức năng tuần hoàn giảm thì oxy nó tới được các mô không? Nó sẽ bị thiếu oxy các mô. Và cái tình trạng thiếu oxy mô nên tiếng Anh nó là hypoxia ha, thiếu oxy và các mô. Và thiếu oxy lâu dài sẽ dẫn tới chết các tế bào tại các mô. Mà trong cái các mô này có thể là những cái mô nó bất thụ thể của insulin. Vậy chết các tế bào các mô nó làm chết các thụ thể của insulin, thì insulin nó không có thụ thể để nó gắn lên thì nó sẽ dẫn tới tình trạng đề kháng insulin. Và tất cả quá trình như thiếu oxy mô chết tế bào đề kháng insulin nó đều sẽ dẫn tới gì? Dẫn tới kích hoạt hoạt động của một enzyme đó là xanthin oxida, là enzyme XO nè. Xanthin oxida là gì? Có vai trò là gì? Quay trò từ trên trời rớt xuống. Thấy chưa? Đã vậy tôi nói từ đầu giờ không nghe chứ lo ôn hay ôn hay giờ quá không nhớ gì hết. Xanthin oxida chính là cái chuyển hypoxanthin trở thành acid folic, thì nó sẽ tăng acid folic máu, được chưa? Thì đó là giải thích chiều ngược xuôi và ngược. Thì giải thích rồi thì có quyền hỏi đi. Còn cái chuyện mình hiểu hay không thôi đành vậy á, chứ giờ sao tiếp ha. Đây là những cái hậu quả có thể xảy ra nếu một người bị gút, tăng huyết áp nè, bệnh thận mạng nè, béo phì nè, đái tháo đường nè, sỏi thận. Sỏi thận là cái gì hồi mà giải thích sau luôn ha. Nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tất cả cái này đều là biến cố của mạch máu đó. Chỉ trừ cái sỏi thận nó hơi đặc biệt. Sỏi thận mình sẽ giải thích sao, còn lại tất cả cái này đều là cái hệ quả do làm tổn thương các mạch máu, do cái việc tăng acid uric dẫn tới kích hoạt các yếu tố viêm phá hủy mạch máu ha. Vậy nó thấy là cái nguy cơ bệnh lý tim mạch vành hoặc tử vong do nguy cơ bệnh tim mạch rất cao, nó tăng cao trong nhóm đối tượng có bệnh gút. Rồi mình nói chút xíu về các giai đoạn của bệnh gút. Các giai đoạn bệnh gút mình có 4 giai đoạn ha: tăng acid uric máu đơn thuần, viêm khớp gút cấp, viêm khớp gút cấp cắt quãng, viêm khớp gút mạnh. Các anh chị có 4 giai đoạn. Và cái hình này nó thể hiện 4 giai đoạn đó. Nó thể hiện cái mức độ đau và tần suất các cơn đau do viêm khớp gút cấp trong các giai đoạn đó. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn người ta gọi là không triệu chứng nè, asymptomatic hyperuricemia, tình trạng tăng acid uric máu không triệu chứng. Thì nó không triệu chứng nên chả biết cái gì, chả có cái gì là để biết. Bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện ra nếu bệnh nhân đi đo nồng độ acid uric máu mà thôi. Còn không đo thì không có cái gì hết trơn, không biết cái gì hết.
Rồi sau giai đoạn này nếu không điều trị thì xuất phát xuất hiện một cái cơn gút cấp đầu tiên, thì đây là giai đoạn 2 là viêm khớp gút cấp. Sau giai đoạn này nếu vẫn tiếp tục không điều trị, không kiểm soát thì nó sẽ dẫn qua giai đoạn 3 là viêm khớp cấp cách quản. Khi bước vào giai đoạn viêm khớp cấp cách quản thì bệnh nhân sẽ có các cái cơn gút cấp với tần suất càng ngày càng tăng và cường độ đau càng ngày càng tăng. Ví dụ như cơn thứ 2 và cơn thứ 3 thì 1 tháng, xin lỗi 1 năm, cơn thứ 3, cơn thứ 4, 6 tháng, cơn thứ 4, cơn thứ 5, 3 tháng nữa, cơn thứ 5, cơn thứ 6, 2, 3 tuần hoặc là 1 tháng hết. Và cường độ đau ngày càng tăng lên. Còn nếu không kiểm soát nữa thì bước vào giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư này là giai đoạn coi như là giai đoạn trễ của bệnh, đó là giai đoạn viêm khớp gút mạn. Và viêm khớp gút mạn thì một hồi mình sẽ thấy cái đặc điểm của nó ha. Rồi đặc điểm của giai đoạn tăng axit huyết máu đơn thuần không triệu chứng là âm thầm, kéo dài có thể là vài năm, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm. Và chỉ có khoảng 10-20% bệnh nhân bị cái tình trạng tăng axit huyết máu đơn thuần này mà bệnh nhân có bệnh gút mà thôi. Còn lại 80% chuyển qua bệnh tim mạch vành và bệnh thận. Viêm khớp gút cấp, giai đoạn này bệnh nhân sẽ có một cơn đau và viêm điển hình sẽ ở khớp. Cơn đau sẽ ra đột ngột. Viêm điển hình có nghĩa là sao? Sưng nóng đỏ đầu. Không đối xứng nghĩa là sao? Có nghĩa là thường nó chỉ bị một bên thôi. Ví dụ như ngón chân cái bên phải hoặc là đầu gối bên trái, chứ nó không xảy ra đồng thời ở hai bên khớp. Nếu nó xảy ra đồng thời hai bên khớp thì cái này là một cái tình trạng bệnh lý khác, có thể liên quan tới miễn dịch, ví dụ như là viêm khớp dạng thấp. Thường sẽ xảy ra ở một khớp lớn và chỉ xảy ra ở một vài khớp nhỏ. Đối với gút thì một là xảy ra ở một khớp lớn thì khớp gối, hai là xảy ra ở một số khớp nhỏ như khớp ngón tay hoặc khớp ngón chân. Nào, ít khi nào nó xảy ra toàn thể. Và thường là sau 24-48 giờ bệnh nhân sẽ hồi phục, bệnh nhân tự khỏi hay là khỏi cái tình trạng viêm đó nha các chị. Còn cái tổn thương thì nếu mà không làm gì hết thì sau 48 giờ khớp đã bị tổn thương nặng. Tình trạng viêm khớp gút cấp này sẽ tiến triển theo thời gian và sẽ kèm một số triệu chứng đi kèm, ví dụ như buồn nôn, ói mửa hoặc là sốt. Đây là những cái vị trí mà thường có viêm khớp gút cấp. Thứ nhất, đầu gối. Thứ hai, bỉ tay, cổ chân, cổ tay, ngón chân trái và ngón tay. Và cái chỗ thường gặp nhất chính là ngón cái. Nhớ nha, nhớ người là con thi đó. Rồi giai đoạn 3 là viêm khớp gút cấp cách quản. Giai đoạn này thì tôi nói là nó sao cơn gút cấp thì nó sẽ bước vào giai đoạn yên lặng, tức là không bị gì đó. Thì mỗi khi bệnh nhân nghĩ là hết rồi thì thôi mình là đi ăn. Mình ăn, mình nhậu, tham dự một năm sau nó bùng ra cái cơn thứ hai và cơn thứ ba, cơn thứ tư. Thì cái khoảng cách giữa hai cơn này nó có thể rất lâu, có thể là tới 10 năm nếu mình nhân giữ gìn, còn không thì vài tháng nó sẽ bị lại. Giai đoạn thứ tư viêm khớp gút mạn, bước giai đoạn này tất cả các khớp đều đau, tất cả các khớp đều viêm và đối xứng luôn, tức là trái phải lên trên cũng bị làm nát đó. Có chỗ nào có khớp là sẽ bị biến dạng, bị đau, viêm dữ dội và bệnh nhân có thể bị tàn phế. Ở trong giai đoạn này người ta có thể thấy rõ luôn các cái thể tô phi. Thể tô phi là những cái cục u cứng ha. Nó nằm ở các cái sụn ngón tay, mà hồi sẽ có một số cái hình cho chị coi. Nó nằm ở cái sụn ngón tay, ngón chân hoặc là sụn bàn tay. Nếu mà là tình trạng nặng nó sẽ xuất hiện ở sụn bàn tay. Rồi, tiếp theo là phần chẩn đoán ha. Phần chẩn đoán thì người ta chẩn đoán tình trạng gút á, là nó sẽ chẩn đoán dựa trên cái xét nghiệm chọc dịch khớp. Chọc dịch khớp là tiêu chuẩn vàng nha các anh chị. Khi chọc dịch khớp, người ta chọc vô những dịch khớp lớn nha, chứ không phải đè cái khớp nhỏ ra. Chọc dịch khớp ngón tay, ngón đè nó chọc không có. Khớp lớn, đặc biệt là khớp gối thì ta sẽ chọc dịch khớp.
mà ra lấy dịch khớp này ta đem soi với cái hiển vi, soi với cái hiển vi ta tìm cái gì, ta tìm cái tinh thể hình kim, đó là tinh thể natri uranium, tinh thể axuric ấy. Có tinh thể hình kim coi như là con gold. À, còn nếu mà tìm những cái dạng tinh thể mà hình bầu dục, hình bầu dục thì không có, hình khối lập phương, à, hình khối chữ nhật, à, thì hình hoặc là hình bình thành thôi thì cái đó không phải. Mà những trường hợp mà có những tinh thể dị dạng như vậy thì có thể là nó xuất hiện trong trường hợp giả uốn. Giả uốn có nghĩa là do nguyên nhân muối canxi có tích lũy bên trong có gây ra các dạng tinh thể kỳ dị như vậy. Còn nếu là tinh thể của axuric thì nó phải là hình kim. Tình trạng giả uốn và tình trạng uốn nó cũng giống giống nhau về triệu chứng nha, xử trí cũng giống nhau nhưng mà cái đối tượng nó khác nhau. Giả uốn xảy ra ở nhiều hơn nam và ở người già nhiều hơn người trẻ, còn uốn thì nó ở người trẻ nhiều hơn và ở nam thì ở nhiều hơn. Rồi, X-quang và siêu âm. X-quang, đặc biệt X-quang là cái biện pháp hình ảnh có thể áp dụng dễ dàng để đánh giá nguy cơ uốn của bệnh nhân. Thì các chị biết rồi ha, cái phim X-quang khi nó chụp á thì những cái phần nào mà có canxi nó sẽ cản lại nó ra cái màu trắng. Còn những phần nào mà không có canxi, phần thịt của mình thì nó sẽ chụp xuyên qua luôn, chụp xuyên qua các tế bào luôn. À, thì nếu mà giả sử tại các cái khớp bệnh nhân mà người ta thấy xuất hiện những cái cục hoặc những cái đớt hoặc những cái khối tròn tròn mờ mờ thì có nghĩa là tại các cái khớp đó đang có sự hình thành các tinh thể. Và tinh thể thì đây người ta chỉ biết là tinh thể thôi, người ta không biết là tinh thể gì, thì lúc đó là sẽ có những biện pháp khác người ta kiểm tra hoặc là chỉ chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng. Cái này thì rất hiếm nè, hiếm khi có tinh cho phân biệt lắm, chủ yếu là ta nhìn một số cái thể đặc biệt thôi. Ví dụ như là ta thấy sưng cái khớp hoặc khớp nó nổi như cục u lên hoặc cục u hoặc nó sụp hoặc tái vân vân thì cái này người ta loại trừ bệnh nhân uốn. Rồi, việc lấy máu và lấy nước tiểu cũng giúp ích cho quá trình chẩn đoán, nhưng mà nó không có tính cách là tiêu chuẩn để chẩn đoán. Thứ nhất là lấy máu của bệnh nhân sẽ đo là nồng độ axuric trong máu, lấy nước tiểu 24 giờ định lượng cái lượng axuric được thải trong cái khối nước tiểu đó thì cũng sẽ biết được là bệnh nhân có bất thường về việc thải trừ axuric hay không. Thì nếu mà ta thấy là nồng độ dưới 200 cái lượng axuric á được thu trong nước tiểu 24 giờ dưới 250 mg thì coi như bệnh nhân bị giảm đào thải. Còn nếu mà tăng trên 2750 mg thì coi như là bệnh nhân tăng sản xuất. Thì nãy giờ là những cái xét nghiệm để đánh giá tình trạng uốn thì các chị xét nghiệm và đánh giá tình trạng uốn. Thế thì để thật sự xác định một người con uốn á thì mình sẽ có những tiêu chuẩn nào dựa trên những cái xét nghiệm vừa rồi, mình có cái bộ tiêu chuẩn nào để đánh giá. À, thì tôi không bắt các chị học cái bộ tiêu chuẩn này. Bộ tiêu chuẩn này là bộ tiêu chuẩn của Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ. À, tôi không có bắt các chị học, mà các chị chỉ học cho tôi hai tiêu chuẩn chính để chẩn đoán uốn. Thứ nhất là sự xuất hiện tinh thể uric trong hoạt dịch và hoặc thể tô phi có chứa tinh thể uric. Có nghĩa là một trong hai cái này thì coi như là có uốn, đó là tiêu chuẩn chính cho các chị. Còn tiêu chuẩn phụ thì thôi bỏ qua ha. Tiêu chuẩn phụ có rất nhiều cái, ví dụ như là đau khớp hơn một lần, đau trong một ngày, đau đơn khớp, sưng nóng các khớp, chụp X quang thấy thể tô phi, tăng axit máu, hoặc là các vi tinh thể natri sulfat natri urat, hoặc là khi mà cấy dịch khớp thì không tìm thấy sự hiện diện của nhiễm trùng, vi trùng á. Thì đó là những tiêu chuẩn phụ như các chị. Và tiêu chuẩn phụ thì không có thi hỏi nào. À, rồi chẩn đoán tự đọc, tự xem, tự học và sẽ thi. Rồi cái này tự đọc, tự xem, tự học và sẽ thi luôn.
Rồi, bây giờ mình qua phần điều chỉnh. Chiều nay các chị mình lo chuẩn bị thiệt mừng đi ha. Chiều nay là thầy đâu có mời đó thầy. Thầy có mời mà thầy chủ nhiệm các chị mà các chị không nói luôn, không biết luôn. Không biết ra đám cưới ở đâu mà đi luôn á. Không biết thì giờ nhắn tên chúc mừng, trời trời. Thầy giờ không nói nhắn tên đi. Thầy đâu có nói là thầy cưới vợ đâu. Cưới thì khác ư rồi các chị, ta chỉ là báo hỷ thôi. Thầy cũng không nói ngày báo hỷ luôn, lấy gì chúc mừng. Giờ có người biết rồi đó. Muộn rồi. Không đi cho tôi được đâu, thì tôi bắt xe chỗ khác, tôi đi xuống đám cưới, tôi muốn vợ từ đây xuống đâu. Tôi đi theo tôi, muốn đi theo á, mà trên bên trường có cái xe, khoa có cái xe, xe vợ á, thì muốn chị đu theo xe đó, chị đu. Làm sao mà các chị làm sao mà giáo viên chủ nhiệm không thèm mời các chị luôn. Sợ tụi em tốn tiền. Đúng rồi, tôi nghĩ chắc đúng là các chị hờ ứng quá mà. Giáo viên ngồi trên này giảng bài, các chị hờ ứng quá mà. Không có cảm xúc gì đâu, cho nên hẹn chi không dám mời các chị vô đám cưới. Người ta đang vui, các chị ngồi nguyên bàn hỏi chúc mừng nha. Ai dám mời. Quá hờ ứng. Thầy thấy lớp em thiếu học phí nhiều quá, thầy sợ đi thiếu luôn. Các chị nhắn tin chúc mừng đi, đại diện lớp trưởng nhắn tin chúc mừng đi. Giận hả? Giận rồi. Ok. Rồi. Điều trị bệnh gút và tăng xuất huyết máu. Thì điều trị gút và tăng xuất huyết máu á, nó sẽ có hai giai đoạn nha các chị. Giai đoạn thứ nhất là điều trị gút cấp. Giai đoạn thứ hai là điều trị tăng xuất huyết máu. Tại sao phải là hai giai đoạn mà người ta không gom vô cùng một lúc, hai này điều trị cùng lúc luôn? Thì một hồi mình sẽ giải thích nha. Và mục tiêu điều trị của từng giai đoạn, thứ nhất là đối với điều trị gút cấp á, là khống chế các đợt viêm khớp gút cấp và ngăn ngừa tái phát. Đối với giai đoạn điều trị tăng axit máu á, là làm hạ và duy trì axit máu ở mức cho phép, kiểm soát tốt các bệnh kèm theo và thay đổi lối sống, đó là những cái mục tiêu điều trị. Rồi, các thuốc điều trị tăng xuất huyết máu thì trong cái slide này có rồi ha, nhưng mà mình sẽ không học trong slide này, nên là giới thiệu cho nó thêm màu sắc thôi, học kỹ ở những slide còn lại. Bây giờ mình muốn giai đoạn đầu tiên là điều trị cơn gút cấp. Điều trị cơn gút cấp á thì mình có là một số tiêu chí. Thứ nhất, điều trị càng sớm càng tốt, treat as early as possible, có nghĩa là treat as early as possible, nghĩa là điều trị càng sớm càng tốt. Tại sao mà điều trị càng sớm càng tốt? Điều trị trễ chút được không? Thì đằng nào nó cũng sẽ 24 giờ 48 giờ nó hết nè, để càng lâu nó chuyển qua bản. Đúng rồi, điều trị trễ nó tổn thương cái sụn khớp, nó hư hại cái sụn khớp. Nè, rồi cái thứ hai, giáo dục bệnh nhân đang bị gút cấp thì đừng có mà đi uống rượu, đừng có nhậu, đừng có ăn các loại cái thực phẩm, đừng có vận động nhiều, đó như vậy. Thứ ba là lựa chọn thuốc. Thì lựa chọn thuốc mình có cái slide cái tiếp ha, nhưng mà có ba cái thuốc chính được điều trị ưu tiên cho tình trạng gút cấp, đó là những cái thuốc kháng viêm ha. Thứ nhất là NSAID, được chưa? Thứ nhất là NSAID. Thứ hai là colchicine, và thứ ba là corticosteroid. Ba thuốc đó. Thì đối với NSAID, người ta có thể sử dụng các cái NSAID như là indomethacin hoặc là naproxen hoặc là celecoxib. Tuy nhiên những cái NSAID mà nó không chọn lọc trên cấp á, thì ta ưu tiên phối hợp thêm PPI dùng một lần một ngày để giảm cái nguy cơ gây loét dạ dày tá tràng NSAID. Colchicine thì ta thường dùng cái liều 500 microgram
hai lần 24 lần một ngày các anh chị. Còn cái corticosteroid thì ta có thể dùng được uống, người ta có thể dùng được tiêm, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, hoặc là người ta có thể dùng được tiêm khớp, tức là khớp là bị viêm thì tiêm như khớp đó. Rồi xem xét bổ sung các cái biện pháp ví dụ như là chườm lạnh, chườm đá vô khớp đang viêm và nghỉ ngơi không có vận động khi đang bị đau khớp. Thì đó là những cái quy định, những cái tiêu chí để kiểm soát cơn gút cấp. Và sau sau quá trình điều trị thì trong vòng 4 đến 6 tuần thì phải đánh giá lại lối sống bệnh nhân này, đánh giá lại cái nguy cơ tim mạch của bệnh nhân này, đánh giá lại các thuốc đang điều trị của bệnh nhân, đo lại chức năng thận và đo lại nồng độ axit huyết máu. Để chi? Để khi qua hết giai đoạn cấp rồi thì mình sẽ bước vào điều trị tăng axit huyết máu. Được chưa? Rồi bây giờ lựa chọn thuốc. Vậy thì có hỏi đặt ra là có 3 thuốc NSAID cộng corticosteroid và colchicine, sẽ lựa thuốc nào để điều trị cho bệnh nhân? Thì nếu mà có viêm khớp gút cấp á, ưu tiên số 1 sẽ là NSAID. Nếu không có chống chỉ định thì là NSAID nên là lựa chọn đầu tiên, tại vì đây là cái thuốc nó ít tác dụng phụ nhất trong 3 thuốc. Nếu mà NSAID không xài được thì sẽ xem xét triệu chứng của bệnh nhân. Nếu triệu chứng bệnh nhân khởi phát trong vòng 48 giờ cho tới khi mà tới bệnh viện khám ha, mà nó khởi phát trong vòng 48 giờ thôi, tức là dưới 48 giờ, 48 tiếng ấy, thì mình có thể sử dụng colchicine được uống cho bệnh nhân. Colchicine được uống cho bệnh nhân. Còn nếu mà nó khởi phát, cái thời điểm mà khởi từ lúc khởi phát tới lúc phát hiện ở trên 48 giờ rồi thì sẽ xem xét tới số lượng khớp đang bị viêm. Nếu chỉ có một khớp bị viêm thì mình coi cái khớp đó, đó nó có phải là một cái khớp lớn hay không, nó có phải là cái khớp mà nó có thể tiêm được hay không. Nếu là một khớp lớn tiêm được thì mình tiêm trực tiếp vào cái khớp vào trong khớp. Nếu là một khớp nhỏ hoặc những cái khớp không có tiêm được thì phải dùng corticoid được đường toàn thân hoặc là đường uống. Corticoid đường toàn thân và đường uống cũng sẽ áp dụng nếu trường hợp có hơn một khớp bị viêm và thời gian khởi phát quá 45 tiếng đồng hồ. Nha, đó là cái nguyên tắc chung. Còn nếu mà không dùng được cả corticoid nữa luôn á thì phải dùng những thuốc giảm đau thay thế khác, ví dụ như là paracetamol hay thậm chí là các chất opioid để giảm đau. Được chưa? Rồi, thì đó là nguyên tắc lựa chọn. Thế một câu hỏi đặt ra là tại sao khi mà muốn lựa chọn cái cần colchicine mình phải dùng sớm dưới 4-5 giờ, dùng qua 4-5 giờ thì sao? Tại sao lại không dùng qua 4-5 giờ được? Thì cái đâu đó một hồi mình sẽ giải thích tiếp. Rồi, bây giờ cái slide này nó sẽ cung cấp cho các anh chị là khi nào mình phối hợp thuốc. Không phải là do nhảy vô cái phối hợp thuốc ha, ban đầu luôn luôn sẽ là điều trị đơn trị, đúng không? Nhưng mà khi nào thì phối hợp thuốc thì người ta thấy là gì? Nếu mà trường hợp viêm khớp là ở mức độ nhẹ tới trung bình, số lượng khớp ít, chỉ có một khớp đơn mà thôi, hoặc là một hai khớp nhỏ, một khớp lớn hoặc một hai khớp nhỏ mà thôi, thì người ta có thể sử dụng đơn trị một trong những cái thuốc được lựa chọn như NSAID hoặc cái ít hay là colchicine. Rồi đương nhiên ưu tiên NSAID hơn. Còn nếu mà giả sử như cái tình trạng viêm khớp ở mức độ nặng, tình trạng viêm khớp ở mức độ nặng, nặng có nghĩa là sao? Cơn đau dữ dội từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 tới tháng 10, hoặc là viêm đa khớp, viêm nhiều khớp, thì lúc này hoặc là không đáp ứng với phác đồ điều trị đơn trị thì lúc này phải phối hợp thuốc. Thì phối hợp mình có thể phối hợp NSAID với colchicine hoặc là corticosteroid với colchicine. Và nếu phối hợp do dùng cái liều tối đa luôn mà cũng không đạt được cái mục tiêu, không có kiểm soát được cái cơn viêm, thì lúc đó người ta sẽ có những điều trị người ta gọi là off label. Off-label là những điều trị trên bản tôi ghi á, là những thuốc ức chế trực tiếp interleukin 1 beta. Ức chế trực tiếp interleukin 1 beta
thì có hai cái thuốc chính, hai thuốc phổ biến, đó là Anakinra và Canakinumab. Anakinra là thuốc đối kháng thụ thể của interleukin 1 beta, nó chặn thụ thể không cho interleukin 1 beta kháng dùng. Còn Canakinumab là một kháng thể đơn dòng, nó là một kháng thể đơn dòng đấy các chị, và nó là kháng thể đơn dòng cho nên nó mắc tiền lắm nha, nó mắc tiền và nó có nguy cơ tác dụng phụ rất là cao, đặc biệt là dị ứng nha. Cho nên thường đây là off label, tức là không còn lựa chọn nào nữa thì dùng cái này. Rồi một số điều còn lưu ý nữa khi lựa chọn NSAID và colchicine cho người bệnh nhân đó là gì? Thứ nhất là những người mà họ có chức năng thận suy giảm quá nhiều thì mình không nên dùng NSAID và colchicine, đặc biệt là NSAID là không nên dùng cho người bị suy thận nặng. Đối với colchicine thì mình nên tránh ở những đối tượng bệnh nhân mà họ sử dụng những cái thuốc ức chế cytochrome 3-4 hoặc là ức chế glycoprotein, ức chế cytochrome 3-4 ha, hoặc ức chế glycoprotein. Thì những thuốc nào là những thuốc ức chế cytochrome 3-4, những thuốc nào là những thuốc ức chế glycoprotein thì những cái slide sau mình sẽ cung cấp. Rồi đây là cái cơ chế của những thuốc off-label rồi các chị, mình có Anakinra, Canakinumab, Rilonacept và Etanercept. Cái Etanercept và Rilonacept này nó tác động lên trên cái yếu tố gây viêm ha, interleukin ha. Còn Canakinumab nó trung hòa cái interleukin, Anakinra thì đối kháng phụ thể với interleukin ha. NSAID thì sao? NSAID thì nó sẽ NSAID thì sao? NSAID thì nó sẽ ức chế cốc, đúng không? Ức chế cốc. Còn corticoid thì sao? Ức chế phospholipid 2. Thì ức chế phospholipid 2 là một cái con đường nhỏ thôi. Cái chính của corticoid, các chị nhớ từ đây đến về sau, đó là ức chế sự hoạt hóa và tăng sinh của các dòng bạch cầu, trong đó nó có liên quan đến lympho B và lympho T, ức chế sự tăng sinh của các dòng bạch cầu và đặc biệt là lympho B và lympho T, cho nên nó sẽ có tác động ức chế miễn dịch như vậy. Rồi, colchicine thì nó có ở trong các cái cây là cây tỏi độc, cây ngót ngoẻo ha. Thì colchicine đó các chị, cái cơ chế của nó có hai cơ chế. Thứ nhất là ức chế sự tạo lập các cái tubulin trong quá trình phân bào. Ức chế sự tạo lập các tubulin trong quá trình phân bào nha các chị. Thì khi ức chế sự tạo lập các tubulin trong quá trình phân bào thì nó sẽ ức chế quá trình tăng sinh các dòng bạch cầu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái con đường thứ hai là con đường nó ức chế hình thành phức hợp gây viêm inflammasome, ức chế hình thành phức hợp gây viêm inflammasome ha, và từ đó ức chế sự hoạt hóa interleukin 1 beta. Đó là con đường của colchicine. Như vậy thì các chị thấy là gì? Colchicine nó tác động vào trong cái giai đoạn khởi nguyên của cái đáp ứng viêm, tức là hình thành phức hợp viêm trong các cái dòng bạch cầu và đại tràng bào. Như vậy các chị phải dùng thuốc sớm là như vậy. Dùng trước 48 giờ thì nó mới kịp thời gian để nó vô cơ thể tác động ức chế cái phức hợp viêm. Chứ nó dùng trễ nó phức hợp viêm nó hình thành trên rồi nó tiết lên interleukin 1 beta đầy ở trên, nó kéo bạch cầu nó trên rồi thì đâu có ý nghĩa gì nữa, nên phải dùng thuốc sớm. Và colchicine ngoài cái tác động để điều trị gút thì nó còn có tác động để điều trị các cái bệnh lý liên quan tới miễn dịch à, hay là cái hội chứng amyloidosis à. Rồi, những chỉ định của colchicine, thứ nhất là lợi cấp của bệnh gút, thứ hai là giúp chẩn đoán bệnh gút. Cái này áp dụng khi một số trường hợp
bệnh nhân bác sĩ người ta không có biết chắc là nguyên nhân bệnh lý là từ đâu á, người ta cho dùng thử oxycin và coi có cải thiện hay không. Nếu có cải thiện thì coi như là có nguyên nhân về bệnh lý đó ha. Rồi trường hợp thứ ba đó là giúp chị. Trường hợp thứ ba là các liệu phòng dự pháp. Liệu pháp dự phòng nó lẹo nữa nè. Liệu pháp dự phòng ngắn hạn nha. Liệu pháp dự phòng ngắn hạn trong giai đoạn đầu trị liệu với allopurinol và các thuốc tăng đào thải axit uric. Cái này các chị nghe lạ ha. Tại sao mà dùng các thuốc tăng đào thải axit uric và allopurinol thì phải dùng colchicine với mục tiêu dự phòng ngắn hạn? Dự phòng là dự phòng ngắn hạn cái gì, đúng không? Dự phòng cái gì thì dự phòng ở đây là dự phòng tái phát của cấp. Dự phòng ở đây là dự phòng tái phát của cấp nha. Có nghĩa là sao? Khi mình sử dụng allopurinol, mình sử dụng các cái thuốc tăng thải aspirin vào trong cơ thể thì nó sẽ làm giảm nồng độ axit trong máu xuống và nó sẽ làm tái cấu trúc, tái phân bố lại các cái nồng độ axit trong các cái dịch thể và từ đó nó dẫn tới hình thành các cái tinh thể axit ở lớp dịch ngoại bào, nó tăng nguy cơ bị cuốn, tăng tái phát cuốn trở lại. Do đó mình phải sử dụng colchicine để chi? Để ngay đoạn đầu này nó sẽ ức chế tái phát lại hơn cuốn khi dùng các thuốc hạ axit uric máu. Thật dơ được ha, vẫn một thái độ thờ ơ. Trời ơi trời. Ngoài ra colchicine còn được dùng phối hợp probenecid trong dự phòng bệnh cuốn thì cái này nó cũng giống như là cái liệu pháp trên thôi ha, là dự phòng thôi. Thì cái độc tính của colchicine đó các anh chị, nó là một cái thuốc nó tác động lên quá trình ức chế các cái thoi tubulin của các dòng tế bào, thì nó sẽ mà cái thoi tubulin của dòng tế bào nó là nhiệm vụ gì các chị, là thoi của sắt á, là nhiệm vụ phân bào á. Thì khi nó ức chế sự phân bào ở trên đường các cái dòng tế bào bạch cầu thì nó cũng sẽ ức chế được các cái dòng tế bào khác, ví dụ như là vị xương, ví dụ như các tế bào mô ở da, mô keratin ở da, các mô các loại lông, da lông ha, và tác động lên trên nhu mô, biểu mô đường tiêu hóa, đúng không? Tác động lên biểu mô đường tiêu hóa. Như vậy thì cái tác dụng phụ mà lớn nhất đầu tiên mà dùng colchicine đó là sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, gây buồn nôn, khó thở, tiêu chảy, đau bụng.